Bài thơ Nếu Ngày Mai, tác giả nhà thơ Lê Văn Dĩnh, giọng ngâm Minh Khương. Nếu một ngày mai xa cách xa, trời xanh cũng sẽ đổ mưa xa, cỏ cây lá rủ nên ngơ ngác, một khoảng đất dài cũng chơi vơi. Nếu một ngày mai ai ra đi, đến nơi xa ấy phía chân trời, theo làn gió thổi đi đi mãi, một chặng đường dài đến chân mây. Cuộc sống trần gian ai cũng vậy, gặp gỡ nhau rồi để chia tay, vui rồi cũng lại phải từ giã, mỗi người một nơi về một vòng khép kín tròn muôn thuở, để lại tình yêu mãi nhớ hoài. Hôm nay có mặt trên nhân loại, một quãng đường đời cũng không dài, trăm năm ước nguyện là tới đích, ta hãy làm gì cho ngày